Thưa quý vị, khi mà nhìn những con tôm căng phồng như thế này thì hẳn nhiều người nghĩ rằng đây là tôm tươi ngon. Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy. Đêm qua 26 tháng 5, Thanh tra Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phối hợp cùng với các cán bộ trinh sát thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an và Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã triệt phá một cơ sở chuyên thu gom tôm chết, tôm thải loại từ các cơ sở kinh doanh hải sản rồi bơm tạp chất bán cho các đầu mối cung cấp vào nhiều nhà hàng, trung tâm tiệc cưới trên địa bàn Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên chương trình Chuyển động 24 giờ ngay trong đêm ngày hôm qua. Những con tôm chết này đáng ra phải bỏ đi. Thế nhưng tại cơ sở sơ chế nằm trong khu tái định cư X2 Yên Sở, quận Hoàng Mai thì tôm chết lại trở thành món hàng để thu lợi bất chính. Bằng cảm quan nhìn bề ngoài thì những con tôm thì có dấu hiệu là cong đuôi, giãn đốt và phần phía bụng thì có dấu hiệu phù nề. Những dấu hiệu này thì cho thấy là con tôm đã bị bơm tạp chất. Thế nhưng để biết được chính xác tôm có bị bơm tạp chất hay không thì các cán bộ thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã thực hiện một số những xét nghiệm kiểm tra nhanh. Bóc tách lớp vỏ bên ngoài, cán bộ kỹ thuật nhanh chóng phát hiện nhiều tạp chất lạ đã được bơm vào tôm. Sau khi đưa chất lạ này vào thuốc thử thì bất ngờ thuốc thử đổi màu. Kết quả test nhanh cho thấy chất lạ này là bột agar, một thứ tạp chất có tác dụng làm tăng trọng lượng, khiến những con tôm ươn chết vốn mềm trở nên căng cứng và đẹp hơn. Theo ước tính của cán bộ kỹ thuật thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thì mỗi một con tôm sau khi bơm tạp chất như thế này thì sẽ tăng thêm được trọng lượng từ 10 đến 15% so với trọng lượng của chính con tôm đó. Vì thế, cứ 10 kg tôm sau khi bơm tạp chất được bán ra thị trường thì cũng đồng nghĩa trong đó gồm 1 kg tạp chất. Theo giá bán trên thị trường hiện nay, 1 kg tôm loại to có giá dao động từ 350.000 đồng đến 450.000 đồng 1 kg. Vì thế nếu tiêu thụ chót lọt toàn bộ 80 kg tôm đã bơm tạp chất này, chủ hàng có thể thu lợi bất chính hơn 3 triệu đồng. Đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại, mà điều khiến cơ quan chức năng lo ngại hơn là việc bơm tạp chất vào tôm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái việc bơm này thì sẽ dễ gây ra cái việc mà lây nhiễm vi khuẩn, đó là các E. coli và các Salmonella, là những cái bệnh mà gây tiêu chảy cho con người. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, dù đã hoạt động được gần nửa năm nay, nhưng cơ sở sơ chế này vẫn chưa có bất cứ giấy tờ gì để đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong khi mỗi tháng cung cấp ra thị trường cả tấn tôm bơm tạp chất như thế này để bán cho người tiêu dùng.